Xin chào mọi người và nhất là các chị gái tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Đây là video clip em sẽ chia sẻ với các chị về vận hạn của cũng như là tử vi của cái năm 2021, năm Tân Sửu đối với những người Đinh Mùi nữ mạng. Như đã nói, cũng như là nhiều năm trước thì em hay chọn những cái tuổi mà gọi là có vận thế xấu nhất của cái năm đó để mà em ưu tiên làm trước. Để làm gì? Để giúp các chị cũng như các anh có được cái nhận định tốt xấu của cái năm mà mình chuẩn bị tư thế. Bản thân của số phận của tử vi thì như thường em đã nói là phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì đừng có mong tránh. Nó chỉ mong là nó đến sớm, đến muộn, đến nặng, đến nhẹ, mà nhờ cái phúc của chúng ta mà có. Thì năm nay là thí dụ như là năm Canh Tý thì người Bính Ngọ là người sẽ chịu khó khăn vì sao hạn, vận niên, tất cả mọi thứ đều xấu. Thì năm tiếp theo, tức là năm Tân Sửu, thì chắc chắn là các anh chị tuổi Đinh Mùi sẽ là người sẽ xấu, chịu xấu vì cái vận hành mà cứ tiếp bước vậy thôi. Thì trong cuộc đời thì đều có những năm đi lên và đi xuống, tùy vào cái gọi là cái phúc đức, cái tuổi chúng ta mà chúng ta có được cái cuộc sống tốt hay xấu. Người Đinh Mùi thì vốn dĩ những người tuổi Mùi thì là những người thích cẩn thận, đi bước nào chắc bước đó. Đối với những người mà Đinh Mùi thì sẽ thuộc là những người sinh theo Tây lịch đó, tức là từ ngày 9 tháng 2 năm 1967 cho đến ngày 28 tháng 1 năm 1968, thì những người này sẽ chịu sự chi phối ít nhiều của tuổi Đinh Mùi. Mà người Đinh Mùi thì là năm 2021 là 55 tuổi, mệnh là Thiên Hà Thủy, tức là nước, con sông của trên trời. Cầm tinh thì là con dê, nhưng mà tướng tinh thì là con rồng. Nếu như mà các anh chị theo dõi em thì 5-6 năm nay thì em đều tổng hợp sơ cái thiên tính của người tuổi đó để mà vận hành vào những năm. Thì những người các anh các chị cũng đã quen thuộc rồi. Đặc biệt là các chị với người Đinh Mùi nữ mạng thì em hay nói là thuộc mẫu người điềm đạm, nhân hậu, tiếng nói thì thanh nhã, rất mẫn cảm, thích an phận thủ thường, không muốn đảm trách đại sự. Người Đinh Mùi này trừ khi bị ấn vô thôi mới làm cái chuyện là đứng ra gọi là đứng mùi chiều sạp, đứng đầu lãnh đạo. Người Đinh Mùi nữ mạng thì thích làm phó hơn là làm chánh ha, không có thích bon chen đó. Người ta gọi là cẩn thận và tỉ mỉ trong cách xử lý công việc, tuy nhiên đôi khi quá cẩn thận và do dự nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội mà gọi là đại vượng phát. Người Đinh Mùi á là người mệnh thủy, cho nên là mềm dẻo ở trong cái giao tiếp, biết nên cương nên nhu ở những chỗ nào. Tính tình thì lương thiện, mềm mỏng, nhiều khả năng thuyết phục nên dễ thu phục nhân tâm với người khác. Với cái riêng về phân tích về cái tuổi á, là với cái can đinh là thuộc hỏa ghép với chi mùi ha, chữ đinh của mình là hỏa, mùi là thổ, cho nên là người ta gọi là can sinh chi, hỏa sinh thổ, thiên can sinh ra địa chi, là lứa tuổi người ta gọi là khá thuận lợi trong cái việc hôn nhân và tình cảm gia đạo. Ở tuổi của Đinh Mùi ít cái người mà phải, em nói ít chứ không phải là không hóa nha, là ít cái chịu sự gãy đổ trong hôn nhân. Không phải là bởi vì là họ thật sự hạnh phúc, mà là họ là người rất là mềm dẻo, biết coi như cương nhu và thậm chí là nhịn rất giỏi. Cho nên là cuộc sống gia đình nó mới tồn tại lâu dài đó. Là người cái tuổi này đó là người đó là gọi là có căn bản thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại lớn trên đường đời. Nếu mà có cái ngày sinh đó, mà thuộc cái can mà chữ mậu kỷ thì sinh các giờ mão, hợi hay ngọ,
còn được hưởng phúc lớn của dòng họ, hoặc là có lộc bất ngờ nhỏ. Tức là những người mà sinh vào những cái lối đó. À, tuy nhiên là do người là mạng thủy, à chi mùi là thổ, cho nên nó là những cái người mà sinh vào tháng xung như là tháng 6, tháng 9, tháng 12 thì đây là những người bôn ba cực thân, à, làm nhưng không đặng được tiền là tài lộc. Đặc biệt là những người này mà lấy chồng xung tuổi nữa thì thôi, khổ lắm, tới giờ vẫn còn khổ. À, đó là cái sơ khởi về thiên tính, về một chút xíu về cái bổn mệnh của các chị ở trong cái vận hành cả đời. Chứ còn nếu mà tính toán chi ly phải có bát tự ngày sinh giờ sinh thì em sẽ biết cho biết nhiều hơn. Người thì xét về mệnh mạng thủy gặp năm thổ, năm Tân Sửu là một năm thổ là tương khắc, xấu chủ về đau ốm, công việc thì dễ gặp khó khăn. Từ sao? Từ khi mà thổ nó khắc thủy thì phúc tinh và tài tinh của cái năm coi như là không xài được, không có phát huy tác dụng tối đa của mình. Ha, sao chủ của năm là sao kế đô, một cái phá tinh bậc nhất cho nữ, à đem lại rối rắm và nạn tai. Người ta nói sao kế đô là hung tinh hành thổ, người bị sao này chiếu mệnh thì dễ gặp tai nạn, hao tốn tiền của, dễ sinh chuyện thị phi, bệnh tật hay có tan khó, khiến cho tâm trí luôn buồn rầu lo âu, đề phòng họa vô đơn chí, hay trong nhà có chuyện không may. Ha, tháng cho người nữ kế đô mà tháng mà xấu nhất ấy, cho người người nữ ở Đinh Mùi ấy, thì có thể nói là tháng trong 6 tháng đầu năm ấy, thì phải nói đến cái tháng tháng Quý Tỵ, tức là tháng 4 là sẽ không tốt đẹp về cái việc tài lộc. Tháng 6 thì không tốt đẹp về gia đạo và tình cảm. Đó là những gì mà sơ khởi nhìn ở cái sao. Hạn là hạn thiên tinh, rối rắm tranh chấp, gặp hạn thiên tinh thì nên đề phòng những cái việc thị phi tai tiếng. À, ra ngoài cẩn thận gặp phải tai bay và gió bất ngờ, chú ý lời ăn tiếng nói, tránh gây thị phi. À, nữ giới là mà hạn này á thì coi chừng té ngã và ốm đau và khó chữa khỏi ha. Vận niên của năm là vận niên Cẩu Cuồng Phong, à thực sự là một năm khó khăn bởi tài lộc không có nè, sức khỏe thì không tốt ha. Vận niên Cẩu Cuồng Phong thì các chị cũng biết rồi, nó không có ngon lành đâu, cháu điên mà ha. Rồi thiên can chữ đinh của các anh của các chị là khắc chữ tân, đây là thương can bị tương khắc, mình khắc năm, cho nên đây là một năm nếu như có công việc làm ăn thì mọi chuyện nó sẽ không mấy thuận lợi. Cái chủ thiên can ở trong tử vi thì nó xét nhiều về cái việc làm ăn không có tốt đẹp. Địa chi thì Sửu gặp Mùi, thần tuất Sửu Mùi, Sửu Mùi là lục xung, gia đạo tình cảm nhiều khó khăn, cẩn thận những cái mối quan hệ không tốt đẹp ở ngoài cuộc sống. À, nhìn chung thì rõ ràng là với sao hạn vận niên bổn mạng thì có mấy cái xét thì gần như là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái xét thì 6 cái xấu hết. À, người ta nói cái gì là ngày xưa người ta nói là vì 49 bước chưa qua thì 53 đã tới. À, nhưng mà thật sự ra năm 53 vậy chứ mà nó nhẹ nhàng. À, nhưng mà cái năm 55 nó mới kinh khủng. 55 các chị nữ thì là khó khăn về tài lộc, khó khăn về mọi thứ, thậm chí là bổn mạng của mình. Nhưng mà bổn mạng thì ít thôi. À, năm 55 thì là nam mạng mới là sợ, mới nguy hiểm, chứ còn nữ mạng thì nó đỡ hơn. À, rồi, đó là nhìn chung sơ khởi cái tử vi. Thì năm nay em không phân tích rõ cái gọi là tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn. Cái đó nói mọi người không có hiểu, cho nên là em gọt lược bớt lại, nói ngắn gọn thôi. Thì đó là nhìn chung cái
cả lẫn chung, trong lẫn ngoài, thì năm nay là một năm, năm Tân Sửu là một năm cực kỳ khó khăn với nhiều cái điều bất lợi cho bản thân người đinh mùi nữ mạng. Năm nay người đinh mùi nữ mạng đáng lẽ là một năm tốt, tương đối không phải là quá xấu như là năm 2021. Tuy nhiên vận niên của năm, thiên vận của cả năm nó sẽ xấu. Bây giờ trong cả một thế giới xấu thì mình có tốt đi nữa thì mình cũng phải thụt lùi trong cái mớ chung đó chứ. Cho nên là các chị cũng thấy là năm nay không có làm ăn gì được, tổng ra tiền, năm tới còn phiền toái hơn nữa. Cho nên là người đinh mùi làm ơn đừng vì năm nay gọi là suy hao tài lộc thất bại, và năm tới cương lên để lấy lại. Cương lên là lên bác sĩ cường. Nhưng mình nói trước cho các chị rút kinh nghiệm, có những thứ gọi là mình rớt nhưng mà mình nghĩ tới đáy rồi mình sẽ nhảy lên, nhưng mà chưa đâu, đó vẫn chưa phải là đáy. Năm tới nhìn vận điên đỡ hơn một tí xíu là tại sao? Năm tới nhiều người nói là trâu phải làm như trâu, thà làm mà có chứ không phải không làm không ra gì hết như năm Sửu, quên năm Tý này. Năm tới là năm Sửu thì thường là năm Kỷ Sửu năm 1999 thì là không tốt đẹp, nhưng mà năm Sửu của năm 2021 đây là tốt. Vì sao? Năm 99 năm Kỷ trâu đó là trâu què, trâu ở trong nhà, còn trâu này trâu tân, tân là trâu mới, tức là trâu trẻ, nó có nhiều sức, nó sẽ bật dậy ở trong công việc tài lộc. Có nhiều người thì nhìn nhận cái chu kỳ suy thoái kinh tế của năm 1996, năm 2008, 2010 thì nó sẽ lặp đi lặp lại, nghĩ rằng đó là năm nay năm chu kỳ suy thoái kinh tế của năm 2020 mình đã nói ở năm ngoái rồi, thì năm nay là lặp lại bắt đầu chu kỳ. Thì may mắn một điều đó là con trâu này trâu khỏe, trâu mới, cho nên nó cày nhiều được, cho nên là vận thế của năm vì thế phát triển cũng đợt hơn. Và qua 3-4 lần suy thoái kinh tế ở những năm Tý thì thế giới cũng thích ứng hơn, cho nên là sẽ mau chóng, đợt suy thoái kinh tế này sẽ mau chóng lấy lại cái sức lực, chứ không như là hai cái đợt năm 96 và năm 2008. Đúng không? Rồi, đó là cái nhìn chung. Cho nên là thôi thì một cái năm mình có nhiều cái sự xấu, nhưng mà nhờ cái vận thế của năm nó vận động mạnh, nó gầm cái guồng quay mạnh, thì hy vọng nó sẽ kéo các chị lên một tí xíu. Nhưng mà nếu như em cho lời khuyên thì em khuyên các chị đinh mùi sinh năm 1967, thậm chí là các anh nam, cẩn thận ở trong năm này, đừng xin cái gì mới làm, mà là an toàn nhẹ nhàng đi. Vốn dĩ theo cái kiểu của các chị chậm mà chắc, tự gì đó là các chị chậm mà chắc từ hồi trẻ rồi, tới bây giờ mà lỡ mất thì không có cơ hội để quay lại, không có cơ hội để mà làm lại. Tự gì sức hết rồi, 55 là mòn chân mỏi gối rồi, còn mấy năm nữa là hưu rồi, đúng không? Rồi, đó là cái vận thế chung của cái tử vi cả năm. Thì bây giờ mình vận vào cái 6 tháng đầu năm, coi từng chi tiết coi thử nó sẽ gọi là khởi sắc không, có tháng nào khởi sắc không, có tháng nào cực thực là nguy hiểm hay không, để mà các chị có những cái nhận định. Dù rằng biết là cả năm xấu nhưng mà cũng có tháng nó lại trồi lên chút xíu làm sao, đúng không? Thì đây là cái kiến thức em tổng hợp thôi, chứ cũng chả cái gì là của em. Cho nên có nhiều người nói cho em hay quá, không, quyển sách anh đọc nó hay thôi, chứ còn mà cái không có cái gì là của em cả. Các chị cũng đều biết điều đó ha. Em đã chia sẻ rất là nhiều năm nay rồi, 6-7 năm nay em xuất hiện ở trên YouTube thì chắc là cũng chừng đó năm em làm tử vi cho các tuổi, đặc biệt là những người đinh mùi bính ngọ này kia ha. Thì tháng đầu tiên của vận hạn 6 tháng đầu năm dĩ nhiên là tháng giêng. Tháng giêng của năm nay là tháng Canh Dần, mà tháng Canh Dần là một tháng mộc. Như vậy xét về trụ mệnh thì trụ mệnh của tháng thì là thủy sinh mộc, bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe không được tốt, cần cẩn trọng. Mới vô đầu năm là thấy chơi cái tháng là thấy sinh xuất rồi. Bản thân mình là bả bị cả năm tương khắc thổ khắc thủy rồi, bây giờ lại tiếp tục sinh xuất thì rõ ràng là bổn mạng của mình suy yếu ha.
Thiên can canh đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng chịu thủ. Canh của canh dần, đinh của đinh mùi, không có vấn đề gì với nhau. Cho nên rõ ràng là tháng này vẫn chưa thấy gì là khó khăn ở trong công việc đâu. Thì cũng đúng thôi, tháng giêng tháng ăn chơi, có làm gì đâu, cũng hết cái tháng giêng rồi, đúng không? Địa chi mùi dần thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không tương hợp nhau. Như vậy gia đạo tình cảm ở trong tháng giêng cũng không có cái gì là quá buồn phiền, thậm chí là vui vẻ, vì tháng giêng là tháng đoàn viên, tháng của những cái sự kiện trong gia đình. Mà người đinh mùi là một người rất giỏi sắp xếp ở trong gia đạo, biết gọi là cương nhu ha. Cỡ này là có dâu có con rồi thì các vị chị biết cương nhu làm sao để cho con dâu rể nó hài hòa vui vẻ ha, điều đó là tốt đẹp. Tháng tiếp theo đó là tháng Tân Mão, tháng 2 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Mà tháng Tân Mão tiếp tục là một tháng mộc, như vậy cũng không khác tháng giêng khi bổn mạng tiếp tục là thủy sinh mộc. Bản mệnh sinh xuất tháng sức khỏe không được tốt cho lắm, cần cẩn trọng. Thiên can thì tháng này bắt đầu là cái tháng sẽ lạc rối rồi, tại vì tháng này công việc bắt đầu là chính thức chạy. Chúng ta nghỉ Tết xong là bắt đầu chạy, cũng phải tháng 2 công việc nó mới chạy. Thì thiên can là chữ đinh của đinh mùi, nó khác chữ tân. Tháng tân của năm tân. Thiên can khắc tháng, cẩn thận hao tài, công việc dễ có người chống phá, gây ra khó khăn hoặc là những cái gì đó trục trặc ở trong công việc. Thấy là mệt rồi đó ha. Rồi địa chi mùi gặp mão là thuộc cái nhóm hợi mão mùi tam hợp. Đây là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ ở trong công việc mà đôi khi nó còn nhờ cái tam hợp này. Ví dụ chúng ta gặp khó khăn ở trong công việc thì chúng ta dễ gặp quý nhân giúp đỡ. Hy vọng rằng với tam hợp này, cái sự chống phá của công việc trên thiên can sẽ được các chị vận dụng mà qua khỏi. Tuy nhiên là em thì em phải cẩn thận, cái việc của tháng 2 này đôi khi nó lôi theo trong mãi đến tháng 6 mới hết, nhớ cẩn thận nha các chị. Rồi tháng 3 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021 tức là tháng Nhâm Thìn, mà tháng Nhâm Thìn là tháng thủy. Tháng thủy như vậy là người mệnh thủy gặp tháng thủy là đồng hàng, bản mệnh và sức khỏe tốt, không gặp khó khăn ha. Phúc tinh tài tinh vì thế có được chút tác dụng tốt cho cái việc công việc của mình. Tháng này thật sự là tốt cho công việc. Vì sao? Vì chữ đinh hợp chữ nhâm, thiên can thuộc ngũ hợp, tốt cho công việc, tài lộc dễ sinh. Tháng này ngon, mệnh đồng hàng. Nhưng mà tháng này địa chi lại không tốt, ghi là thìn gặp mùi, mùi gặp thìn, thìn tuất sửu mùi nằm trong bộ tứ hành xung, gia đạo dễ gặp muộn phiền âu lo. Tuy nhiên nó sẽ nhỏ hoặc là nhẹ thôi, không vấn đề gì. Như vậy tính ra tháng 3 tuy là tháng thìn tuất sửu mùi gì đó nhưng mà cũng là một tháng tốt. Vì sao? Mạng đồng hàng nè, không lo ổn mạng nè, thiên can thuộc ngũ hợp, tiền bạc là ok ha, tốt. Tiếp tục là tháng 4. Tháng 4 là tháng Quý Tỵ, mà tháng Quý Tỵ tiếp tục là một tháng thủy. Tháng này thì bổn mạng sức khỏe cũng giống tháng 3, tốt đẹp, không có vấn đề gì khi thủy đồng hàng, bổn mạng và sức khỏe không vấn đề ha. Thiên can thì không tốt đẹp như tháng 3 đâu. Vì sao? Vì chữ quý của Quý Tỵ là khắc chữ đinh. Tháng bị thiên can tương khắc, công việc dễ lâm bế tắc, cẩn thận suy hao tài lộc. Các chị cẩn thận, coi chừng tháng này sẽ có việc xảy ra lôi các chị đến công an, pháp luật. Nhớ cẩn thận. Đối với em thì nếu công việc gì lớn mà về làm ăn, đặc biệt là em sẽ không cho xảy ra ở trong cái tháng 4 này. Nếu như em là người đinh mùi, cả nam lẫn nữ mạng cũng vậy ha. Rồi địa chi mùi tỵ tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương khắc nhau. Như vậy ok, về mặt gia đạo tình cảm thì tháng này không có vấn đề gì, tốt hơn tháng 3, nhưng mà tài lộc của tháng này thì cực kỳ phải để ý. Tiếp đến đó là tháng 5 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, mà tháng 5 á, là tháng Giáp Ngọ, tức là một tháng kim. Như vậy là kim sinh thủy, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe. Khi mà bản mệnh được tương sinh á, thì phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi, nó phát huy cái tác dụng của nó một cách tối đa.
về bổn mạng, cho nên là tháng này bổn mạng và sức khỏe của các chị thì họ phải nói rồi. Thiên can chữ giáp với chữ đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Chữ giáp thì nạp âm ngũ hành là mộc, chữ đinh là hỏa, như vậy nạp âm ngũ hành là tương sinh, giáp mộc sinh hỏa, như vậy thiên can của tháng này là tốt đẹp, công việc dễ sinh tài lộc nhưng không quá lớn, cho nên là các chị đừng có mong cầu nhiều. Địa chi mùi với ngọ là thuộc nhóm lục hợp, đây là dấu hiệu của nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Như vậy tháng 5 là tháng tốt nhất của cái vận trình 6 tháng đầu năm của người đinh mùi nữ mạng sinh năm 1967 ha. Vì có nè, mạng được tương sinh, thiên can thì nạp âm ngũ hành là tương sinh, địa chi thì thuộc lục hợp, ok tốt. Tiếp đến đó là tháng 6 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, mà tháng 6 âm lịch thì chắc chắn là tháng mùi, mà tháng mùi của năm năm Tân Sửu là tháng Ất Mùi, một tháng kim. Như vậy về bổn mạng là mệnh kim sinh thủy, bản mệnh tiếp tục được tương sinh, sức khỏe tốt, phúc tinh và tài tinh vì thế cũng được hưởng lợi. Thiên can cũng giống như tháng 5, khi Ất thì thuộc mộc, đinh thì thuộc hỏa, không xung không hợp về mặt tử vi nhưng mà tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành, cho nên là tháng 5, tháng 6 tài lộc sẽ có, nhưng không quá lớn, đừng có mong cầu. Tháng 5 thì tốt đẹp luôn cả phần địa chi, nhưng tháng 6 thì không có tốt đẹp về địa chi, tức là phần gia đạo tình cảm. Vì sao? Vì mùi, tháng mùi gặp mùi thuộc nhóm tự hình, năm sinh tháng tuổi, cẩn thận gia đạo tình cảm không vui vẻ. Như vậy là với cái người ta nói là hạn của sao kế đô, hạn 55 tuổi, bổn mạng và sức khỏe thì cực kỳ không tốt đẹp. Nhìn chung từ đầu năm cho tới tháng 6, chỉ có cái tháng 5 là hoàn toàn gọi là có nhiều cái thuận lợi nhất thôi, còn mấy cái tháng khác thì rõ ràng là không tốt đẹp. Làm cái video cho tuổi đinh mùi nữ mạng trước không phải là ưu tiên, mà là vì các chị sẽ là người chịu nhiều cái sự xui rủi, cái sự không tốt đẹp ở trong cái năm mà Tân Sửu 2021, để làm để các chị vốn dĩ là người lo xa tính dài, để mà biết được rằng là nên cương nên nhu như thế nào ở trong công việc mọi thứ. Hy vọng rằng với những cái tổng hợp và chia sẻ nhỏ của em sẽ giúp các chị có được cái nhận định tốt hơn và đưa ra những cái hướng giải quyết ở những cái chuyện khó khăn của mình. Em cho một lời khuyên là nên thu vén mọi chuyện lại và nhịn nhục đi cho nó qua chuyện. Hy vọng rằng là các chị sẽ thật sự ứng dụng được cái thông tin em mới tổng hợp và chia sẻ. Các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi đinh mùi sinh năm 1967 nữ mạng được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong thủy và cuộc sống cũng như tử vi và cuộc sống, xin mời bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của các anh các chị cũng như là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại các chị gái cũng như các anh ở trong những cái video tiếp theo. Bye bye.